Anh bảo là tôi chỉ cần một cái nhà 1 triệu đô để ở, cộng với một cái nhà 1 triệu đô cho thuê lấy 40 triệu, thì có nghĩa là cần 2 triệu. À, nó qua nhanh. Nhưng anh khác thì bảo là tôi chỉ cần một cái nhà chung cư thôi là 4 tỷ, và tôi cho thuê một cái nhà chung cư 4 tỷ cho thuê tôi lấy 15 triệu, và như vậy tôi đủ sống vì tôi ăn chay mà, tôi có đáng mất bao tiền đâu. Thì nó qua lại gì, nó lại nhanh. Tóm lại là sáng nay chúng ta thống nhất với nhau nhận diện mà mọi con đường đều dẫn đến thành Rome vật chất. Là mình hiểu đấy là vòng vật chất rồi. Ví dụ như là chăm bà nội để nay mai bà quý bà còn thừa kế cho cái sổ đỏ. Đấy, thì suy ra là gì? Bà là phương tiện, còn sổ đỏ với là gốc. Cho nên là nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy. Thấy nó chăm bà kỹ lắm, hỏi kỹ ra với hóa ra do cái sổ đỏ ở trong két chưa lấy được đấy. Nên là nhìn vào đấy với quả vị. Vậy thì chúng ta mới đặt câu hỏi, khi nào thì mình được gọi là qua vòng vật chất? Thôi thì đúng ra như Đức Phật thì nói là qua vòng vật chất là có nghĩa là không sở hữu vật chất nữa, tức là không cần sở hữu. Ví dụ như Đức Phật chỉ có ba y một bát, không cần sở hữu cái gì nữa, thì khi đó tự khắc mình được giải phóng khỏi vòng vật chất. Nhưng mà nói vậy khó, khó mà chơi tu kiểu đấy là tu tuyệt đối, các cụ không chơi được. Thôi thì quan điểm của em thế này, thế nào gọi là qua vòng vật chất? Thì quan điểm của em là vòng vật chất em được chia thành hai cái. Một cái là thôi thì điều kiện sống thì nó cần một lượng gì ạ? Lượng tiền. Và câu chuyện thứ hai, nó tạo ra một cái thu nhập thụ động, mà thu nhập thụ động này nó lại ổn định. Tóm lại ví dụ như cụ bỏ tiền ra cụ mua một cái nhà và cụ gì cho thuê đấy, ví dụ một tháng mình cần tiêu mất độ khoảng 40 triệu, nay có cái nhà cho thuê 40 triệu cộng với một cái nhà để sống, một cái xe để đi đấy, ví dụ thế, một tivi để xem, một điện thoại để gọi, đại loại thế, một cô vợ để xài. Vậy là gì? Thoát. Thoát. Và hai cái này tuyệt nhiên không bao giờ được mang đi cắm. Phá sản gì thì phá, nhưng không được phá hai cái này. Đấy, thì nó sẽ thoát. Nó đơn giản mà. Vậy để làm được cái này ở Việt Nam cần bao nhiêu ạ? Nếu mà do mỗi cái người đặt ra khác nhau nhá, nếu người ta đặt là nếu đây là điều kiện sống của tôi là biệt phủ, điều kiện sống của tôi là 10 cái xe ô tô đẹp, điều kiện sống của tôi là gì đó, là 10 cô hoa hậu, và thu nhập thụ động của tôi là 5 tỷ một tháng, thì có nghĩa là họ phải chiến đấu suốt từ 20 tuổi mà đến 80 tuổi, có khi chưa xong được vòng vật chất. Và họ chết ở đâu ạ? Chết trên vòng vật chất. Có phải không? Và có một bài thơ là ước mơ con đè nát cuộc đời con. Không. Và có câu nói nữa là ta lần mò neo mãi, của ông Vũ Thành An đấy, không qua được vách sầu. Đây là vách sầu bên này. Ta lần mò neo mãi không qua được vách sầu, ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau. Vậy bản chất cái vách này là do ai dựng ạ? Mình dựng nó lên và tự mình chôn nó trong cái vách này. Vậy thì anh bảo là tôi chỉ cần một cái nhà 1 triệu đô để ở, cộng với một cái nhà 1 triệu đô cho thuê lấy 40 triệu, thì có nghĩa là cần 2 triệu. À, nó qua nhanh. Nhưng anh khác thì bảo là tôi chỉ cần một cái nhà chung cư thôi là 4 tỷ, và tôi cho thuê một cái nhà chung cư 4 tỷ cho thuê tôi lấy 15 triệu, và như vậy tôi đủ sống vì tôi ăn chay mà, tôi có đáng mất bao tiền đâu. Thì nó qua lại gì? Nó lại nhanh. Còn ông Phật thì ông chơi theo kiểu thôi, tôi thì ở lang thang trong rừng, tức là cái
cái điều kiện sống là bằng gì? Bằng không. Thu nhập thụ động không cần, vì tiện đâu tôi xin ăn đấy. Đấy mà chơi thế này thì tu này thì tu chuyên nghiệp quá. Cái này đúng là đá vào đội hình chuyên nghiệp thế này. Còn mình thì chơi gì? Bán chuyên, chơi nghiệp dư. Thì mình chỉ chơi kiểu này thôi. Đấy. Và đến lúc nào trở thành chuyên nghiệp thì gọi người ta vào bán và chia tiền cho người ta, giải phóng hết thì trở thành Phật, có vậy thôi. Vậy hỏi có muốn trở thành Phật không? Các đại ca, muốn không? Nếu muốn giờ bán được hết tiền thôi. Muốn thành Phật không? Không, đúng không? Đấy, thế mà suốt ngày bảo là em phải cố gắng thành Phật. Đấy, điều kiện thành Phật đấy. Điều kiện thành Phật đấy, bán hết tài sản đi, bay một bát đấy, có vậy thôi. Hỏi có muốn thành Phật không? Lại thôi rồi đấy. Đấy, hỏi đi tu để làm gì? Đi tu để thành Phật. Thành Phật để làm gì? Bán hết tài sản đi. Thế thôi. Đúng như Chúa hỏi anh em đấy. Có đi theo Chúa không? Có. Có tin Chúa không? Có. Có đi giao giảng cùng Chúa không? Có. Có muốn lên thiên đàng cùng Chúa không? Có. Đưa hết tiền đây cho Chúa không? Đấy. Vậy thì nếu như cái vòng này mà nó qua nhanh hay chậm, nó phụ thuộc vào trí tuệ cộng với cái gì ạ? Mức độ của gì? Cái mức độ tham vọng về mặt vật chất. Còn cái loại dã man nữa, nó không có định vị được cái này cơ. Mà bức tường hàng rào nó càng gì, càng ngày nó cao tự nhiên thế này. Đấy. Và hỏi bao nhiêu thì là vừa? Càng cao càng tốt. Và cả cuộc đời là nó cứ chuẩn bị nhảy qua hàng rào vật chất thì nó lại tiếp tục gì? Xây lên. Sau đó chuẩn bị vượt qua, nó lại xây lên. Và cuối cùng 80 tuổi chết lủng lẳng trên hàng rào vật chất. Và nguyên tắc chết ở đâu thì sinh ra ở đó, đẻ vào kiếp sau vẫn tham như kiếp trước. Đấy. Cho nên có những người họ chỉ có độ khoảng 40 tỷ thôi, họ đã sống một cuộc sống như vua rồi, họ đùng đỉnh lắm. Có những người có 1000 tỷ vẫn sống một cuộc sống chật vật, khốn khổ. Đấy. Vậy thì, nhưng mà bản chất thế này, vậy thì anh nào mà có trí tuệ mà cao mà đặt cái vòng này thấp thì anh ta gì? Nhanh thoát. Đấy, như nhà em này, em chỉ đặt cái này là 1 triệu đô chuẩn luôn, mà bây giờ đang ở cái nhà khoảng 20 tỷ. Đấy. Và có một cái nhà cho thuê. Đấy thì cũng có cái nhà cho thuê khoảng hơn 1 triệu đô. Đấy, có vậy thôi. Thế là cứ nhục nhặt xong. Còn đi dạy này thì hốc được thì hốc, không hốc được thì thôi. Không bắt buộc phải chốt sale ầm ầm, không phải đặt chứng minh nhân dân các thứ bắt phải chốt. Đấy. Thì việc bắt đầu đi làm là vì những việc có ý nghĩa và làm cái việc mình thích, chứ không dồn lực vào làm cái việc vì tranh ăn mà làm. Thế là tự nhiên trí tuệ nó khai mở thôi mà. Còn đa phần mình làm là vì sở hữu. Cho nên là cứ làm cái gì cũng tập trung vào sở hữu. Ok, vậy thì nếu qua được cái này rồi thì bắt đầu còn đi làm nữa không ạ? Có, đúng rồi, vẫn đi làm. Vậy thì việc đầu tiên làm là để dồn vào đây. Như vậy muốn hỏi mọi người là cái này càng qua nhanh thì cái niệm trí tuệ gì? Trí tuệ. Và nó phải tương ứng và với lòng gì? Lòng tham. Lòng tham lớn mà trí tuệ thấp thì vĩnh cửu không bao giờ vượt qua. Nhưng mà lòng tham ít, trí tuệ nhiều thì có khi 2 năm đã xong vòng vật chất. Các đại ca hình dung không ạ? Chỉ 2 năm là xong rồi. Đấy. Mà trí tuệ bằng không thì cho dù ước mơ, cái lòng tham chỉ cần ước mơ một cái nhà chung cư thôi đã phải chiến đấu 30 năm rồi. Tức là xong đến, bắt đầu vừa neo đến đỉnh tường rào, thở dốc một phát và lên đường. Đấy. Kiếp sau lại ở chân hàng rào, mở mắt ra lại thấy mình ở chân hàng rào rồi, không? Đấy. Rồi. Thế còn có những người hạnh phúc là họ may mắn, nghiệp lực họ tốt, họ sinh ra trong một đời sống tốt, mà cha mẹ đã cho mình cái gì ạ? Cho cái này rồi. Nhưng mà nguyên tắc đời nó lại đau khổ thế này.
cha mẹ mà cho cái này xong thì kiểu gì nó lại tụt về nó chơi cái này, tức là nó vẫn phải biến tài sản về bằng không. Các anh chị tin em đi, cho đấy là sợ nhất, là khi cho con đầy đủ cái điều kiện vật chất thì cuối cùng kiểu gì nó cũng phá, sau đó về không nó lại đi lại. Vậy thì tốt nhất là ngay lập tức cài về số 0, khi bắt đầu chạy là để gì? Để số 0 xong vào số 1 chạy đúng như vậy cho tôi. Đấy. Còn có phải anh để cho nó số 6 nhưng mà dừng xe lại mà không về số 1 mà nhả số 6 một phát lại chết máy. Có đúng không các ngài? Ngày nào chạy xe côn thì rõ nhất. Đấy. Mà vào số 6 mà nếu xe ga thì kéo ga thì cũng ì ạch mãi mới chạy được. Đấy, ok. Nếu xong được vòng này thì bản chất đây, chúng ta trong đời sống này làm việc trong đời sống. Vậy thì khi làm việc trong đời sống nó sẽ sinh ra tiền, nhưng mà tiền dùng vào cái này, và làm việc càng trí tuệ và lòng tham càng ít thì cái biến thời gian nó càng gì? Nhỏ, có vậy thôi. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.